Hôm nay tôi lại giới thiệu cho tất cả mọi người biết đây là một cái cây thuốc kích dục cho cả nam và nữ giới cực kỳ là sung mãn, từ cây cỏ, cây thuốc nam. Cây này nó có tên là cây tiết dê, dây tiết dê, chuyên chữa trị về thận, tiểu buốt, tiểu dắt, tiểu ra máu. Lấy cái lá này mang về vò, với lại vò dã nhừ ra. Một nắm to như thế này thì có thể cho một nắm lá to, tầm khoảng hơn 100 lá như này. Cho với lại một bát có nước và trộn với nhau. Đấy, xong rồi éo lấy nước đấy đổ ra, nó thành đông như tiết, mà ta gọi lá tiết dê. Ngoài công dụng về tiểu trị về tiểu buốt tiểu dắt, thì cứ dùng một ngày hai bát như thế thôi là đã khỏi rồi cái tiểu tiểu buốt tiểu ra máu này, với đường tiết niệu, viêm đường tiết niệu này, thì dùng mỗi cái lá tiết dê này này ấy đã khỏi. Chuyên chủ trị về viêm nhiễm, về các thể như là về thận. Còn ngoài ra công dụng của nó, lấy cái lá tiết dê này, dây tiết dê này còn chữa được bệnh sỏi cuống mật này, còn rễ cái tiết dê mang về ngâm rượu, nó là một cái cây thuốc kích dục cực mạnh cho cả nam giới và nữ giới. Đó. Cây này thì nó mọc khắp nơi, mọc từ nam ra bắc thì chỗ nào nó cũng mọc. Đây cái lá nhận biết của nó là mùa này thì nó mùa rét thì nó chuyển sang cái màu vàng vàng như này, còn mùa hè mùa nắng nóng phát triển rồi nước nôi đủ đầy đủ thì nó diệp lục xanh di. Đấy. Ngày xưa thì mình còn trai trẻ trâu ấy, thì lấy cái lá cái tiết dê này về mùa hè ấy, thì sử dụng cho cái lá để uống mát cơ thể về mùa hè. Đây là một cái cây thuốc mà như trên vùng cao thì người ta lấy làm thạch ăn, vò như thế và để đông mát cho ít đường và ăn rất mát. Đấy, làm rất mát cho cơ thể. Đấy. Còn hôm nay thì Lương Nghi xin nhắc lại là ngày trước thì mình có một cái video nói về cái lá tiết dê. Thế nhưng hôm nay Lương Nghi muốn chia sẻ thấy công năng công dụng của nó là cũng phải nói là nó cực kỳ tốt về phương pháp là kích dục cho cả nam giới và nữ giới, mà cây thuốc nam này là cực kỳ hiệu quả, mà thật sự ra đã cảm nghiệm và cảm chứng. Ai mà yếu về cái món sinh lý thì cứ lấy cái rễ này, rễ của nó thì cũng rất ít thôi, nhưng mà đào lấy cái rễ làm thuốc kích dục thì ngâm với rượu, cứ lấy cái rễ. Lấy cái rễ này này. Thế xong là mang về ngâm rượu này. Để mình bới cho thấy cái rễ nó ở đâu. Cái dây này chắc nó dài tít trong kia. Thì mình đã dẫn chứng cho các bạn xem ngay rồi. Xem ngay và biết luôn. Xem cái rễ nó ở đâu đã. Đấy. Cái cây tiết dê này chữa về sỏi cuống mật thì cực kỳ hiệu quả, sỏi mật cực kỳ hiệu quả cái dây này. Đấy. Mình cũng chia sẻ những cái thuốc nam, ai bị sỏi mật cứ đi lấy cái mình sẽ tiết sâu không lấy được, ai bị sỏi sỏi mật thì cứ lấy cái dây tiết dê này uống, dây phơi khô thì uống với liều lượng là 40g trên một ngày, đun nước uống nước theo uống nước trong ngày là sạch sỏi về sỏi sỏi mật, là sẽ sạch sỏi trong sỏi trong mật. Đấy là một cái cây thuốc nam mà chữa được rất nhiều bệnh, ngoài ra là có cái phần về kích dục cho cả nam lẫn cả nữ, một cái cây thuốc rất hiệu quả làm sung mãn. Và đây là một cái cây thuốc đã sử dụng trong nhiều bài thuốc và
chia sẻ về một nghề y thì mình thấy nó là một cây thuốc chữa về yếu sinh lý, tăng vấn đề hưng phấn, là đây là một cây thuốc rất tuyệt vời và đã cho nhiều người sử dụng. Đây là một bài thuốc gia truyền, nhưng mà mình muốn chia sẻ cho mọi người luôn luôn có một cái sức khỏe tốt. Thôi thì video này mình Lương Y cũng xin dừng tại đây và xin giới thiệu cho các quý vị và các bạn trong một cái video khác về cây thuốc nam.